Công ty của bạn có gần đây không? Is your company near here? Cô ấy là Rosie đúng không? Is she Rosie? Jason đang ở Starbucks Coffee đúng không? Is Jason in Starbucks Coffee? Ừ, at hoặc là in cũng được rồi. Dustin đang ở trong văn phòng của anh ấy đúng không? Is Dustin in his office? Đúng rồi, công ty của họ ở trên đường Đinh Tiên Hoàng đúng không? Are their company in Đinh Tiên Hoàng Street? Are there là sai rồi. Công ty của họ là danh từ số ít mà. Is their company in Đinh Tiên Hoàng Street? In Đinh Tiên Hoàng Street là sai rồi. Tên đường phải dùng on chứ. Rồi, Jasmine là nhân viên của công ty này đúng không? Is Jasmine a staff in this company? A staff member ha. Rồi, of this company. Rồi, câu tiếp theo. Joe là chủ của nhà hàng này đúng không? Is Joe a boss of this restaurant? Chủ mà. Chủ là gì? Chủ là the owner